Okay, Google, turn off the light. Okay. Okay, Google, turn on the light. Okay, Google, turn on the light. You got it. Okay, Google, turn off the light. Mình nói có vẻ hơi nhanh. Ok Google, turn off the light. Ok. À, mình nói hơi nhanh tại vì cái tốc độ lấy mẫu này có hơi quay hơi chậm. Ok Google, turn on the light. Ok. Ok Google, turn off the light. Ok. Đây là mình dùng để cái project của mình đó là điều khiển các thiết bị điện thông qua internet. Cái này nó sử dụng cái của Aston đó. Trong cái đã được đóng gói thì SDK nó hỗ trợ cho cái thằng Raspberry. Ở đây mình dùng là dùng V3. Mình dùng cái hệ thống này để điều khiển các thiết bị điện trong gia đình này. Thì cái remote TV này các bạn thấy không? Mình nối dây rất là phức tạp ha. Để mình đây là bộ relay để mình điều khiển cái remote TV nhìn lên xuống thay đổi kênh âm lượng tắt mở các kiểu ha. Hiện tại là mình chỉ có demo một cái bóng đèn thôi tại vì khi mình tại vì nó chưa phải là cái project final cho nên mình không có thể dám có thể demo nhiều được tại vì khi nào mà mọi thứ nó xong hết rồi ok hết rồi mình mới demo nhiều được. Nay giới thiệu các bạn rất là đơn giản để mà giao tiếp. Cái này là cái con Raspberry là con Master, còn cái con Arduino là con Lion. Thì cái thằng Master nó phát dữ liệu với con và thằng Lion nhận được là thông qua sóng RF giữa hai con này ha. Hai con này người ta kêu là up to lên đến là 1 km đó. Chưa thử nữa, mình đâu có thử tại vì hiện tại là như vậy. Thì mình truyền cái sóng không dữ liệu RF giữa hai con này. Thì mình điều khiển thì nó gửi qua cái con này nhận điều khiển ha. Tại vì cái voi này nó cũng không được nhậm lắm. Nói hơi vất vả. Ok Google, turn on the light. You got it. Rồi. Tôi xin chào các bạn. Cái lúc mà mình cái lúc mà mình điều khiển nó sẽ hiện lên cái trạng thái là trên cái terminal cái Raspberry trong máy tính đó, để mình xem. Thôi xin chào.